Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu tiếp sang một số cái công cụ còn lại ở trong một công cụ. Chúng ta đã giới thiệu một loạt các công cụ phía trên này hết rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói tới công cụ nhóm công cụ Blue, Sharp, Smooth. Sau đó thì tiếp tới cái nhóm thứ hai là Dot Tool, Burn Tool và Spoon Tool. Thế thì cái công cụ đầu tiên là chúng ta sẽ giới thiệu tới công cụ Blue. Thì công cụ Blue thì nó có cái công dụng là làm nhòe, làm mờ các cái vùng hình ảnh mà chúng ta di công cụ đi qua. Trên nguyên tắc rất là đơn giản, nó làm nhòe bằng cách là giảm độ tương phản giữa các cái điểm ảnh nằm nằm cạnh nhau. Hiện tại cái con vịt này bây giờ các bạn nhìn thấy là nó cũng tương đối là rõ ràng. Đó. Nhưng mà khi tôi sử dụng công cụ Blue và tôi di qua đâu đó thì nó sẽ làm cho cái vùng điểm ảnh mà tôi di qua nó trở nên là mờ nhòe đi. Và nguyên tắc rất là đơn giản. Ví dụ các bạn nhìn thấy ở đây là chúng ta có phần lòng mắt là có hai phần trắng và đen, đó. Và nó cũng khác màu với lại cái phần màu bên ngoài. Nhưng nếu mà bây giờ tôi sử dụng công cụ này mà tôi di qua cái phần hình ảnh này thì chúng ta sẽ thấy là di đến đâu nó sẽ nhòe đến đấy. Nhòe vì sao? Nhòe vì là độ tương phản nó bị giảm đi. Một thằng thì sẽ giảm độ sẫm, một thằng thì tăng độ sáng. Đấy, làm sao để cho nó sẽ giống nhau, mà càng giống nhau thì nó sẽ càng là ăn vào nhau và nó sẽ không còn độ sắc sảo nữa. Do đó thì nó sẽ tạo ra một cái sự làm nhòe. Đấy, thì cái này nó phụ thuộc vào mấy cái vấn đề thôi. Vùng làm nhòe to hay bé thì là do đầu công cụ rồi. Đó. Tham số Strength thì sẽ quyết định là công cụ này nó tác động tới bức ảnh mạnh hay yếu. Thế còn một yếu tố nữa mà chúng ta cần lưu ý đó là cái thời gian mà chúng ta di vào cái vùng điểm ảnh đó nó lâu hay mau. Nếu mà chúng ta di nhanh một cái thì nó sẽ nhẹ thôi. Nhưng nếu mà chúng ta di lâu thì nó sẽ nhòe hẳn vào nhau và gần như là không nhìn thấy cái gì nữa. Đấy. Thế thì cái này nó sẽ dùng để làm gì? Nó dùng để giải quyết hai vấn đề. Một là trong một cái bức ảnh, nếu như chúng ta muốn là làm một cái vùng nào đó mà trở nên là bắt mắt hơn thì chúng ta sẽ giải quyết bằng cách là chúng ta sẽ dùng cái công cụ này chẳng hạn. Chúng ta đánh lù mờ một số các chi tiết khác đi, một số vùng ảnh khác đi. Thì khi mà trong bức ảnh mà có những khu vực mà rõ và mờ khác nhau thì chúng ta sẽ bao giờ chúng ta lìa mắt vào cái khu vực rõ trước. Đấy, nó thực ra thì nó cũng giống như là khi mà chúng ta chụp một cái bức ảnh ấy thì cái phần hình ảnh nào mà nó nằm đúng tiêu cự của ống kính thì nó rõ, những cái phần nào mà nó nằm ngoài tiêu cự thì nó sẽ nhòe, nó sẽ mờ hơn. Thì chúng ta sẽ nhìn vào, bao giờ chúng ta cũng nhìn vào cái phần rõ. Thế thì để mà giải quyết cái vấn đề đó thì chúng ta có thể là nếu mà chỗ nào đó chúng ta muốn làm cho bật lên thì cách đơn giản nhất là ta đánh lù những cái phần mà chúng ta không mong muốn. Ví dụ như là trong một cái bức ảnh bây giờ tôi muốn người ta nhìn vào đâu đó. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy thử một cái bức ảnh, chúng ta đánh nhòe bớt một phần đi. Ví dụ bây giờ cả cái bức ảnh này nó rất là rõ ràng, đúng không ạ? Tất nhiên có gần có xa, có trước có sau, nhưng đây là một cái bức ảnh chụp mà từ trước đến sau nó đều tương đối là rõ ràng. Đấy, thì bây giờ tôi có thể là giải quyết bằng cách là tôi tăng cái lên thôi, tôi tăng cái kích thước của cái công cụ này lên một chút. Đó, tôi đánh mờ cái phần đằng sau đi thì rõ ràng là những cái phần trước này nó sẽ trở nên là được đẩy mạnh về chúng ta hơn và nó cũng trở nên là nổi bật hơn nếu như phía sau mà chúng ta dìm bớt đi. Thế nên như thế này là hơi nhiều. Đó. Tôi để cái tham số strength hơi 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 lớn, chúng ta có thể giảm bớt nó đi, strength giảm bớt đi, đưa nhanh một chút thì chúng ta sẽ có cái phần gọi là hậu cảnh phía xa nó sẽ lùi ra thêm khi mà chúng ta làm một cái nháp lia đánh mờ đi như thế.
Tất nhiên đây là công cụ chúng ta làm thì chúng ta sẽ có nhiều cái công cụ khác, nhiều cái lệnh khác tốt hơn. Đấy, tại vì công cụ nó sẽ có cái số phần giới hạn của nó. Tuy nhiên là cách rất nhanh để mà chúng ta làm cho một cái gì đó nổi bật lên thì đấy là cách để mà chúng ta xử lý như vậy. Thế còn một cái góc độ khác nữa là khi mà chúng ta ghép một cái chúng ta ghép một cái hình ảnh vào trong một hậu cảnh khác, thì cái việc mà chúng ta lọc cái bức ảnh ra, lọc một nhân vật của nó ra, sau đó chúng ta đặt vào trong một cái hậu cảnh khác, việc lọc thì không khó đấy, nhưng mà khi mà ghép vào nó có ăn thực sự vào hậu cảnh hay không thì nó phụ thuộc vào nhiều thứ, ví dụ như màu sắc này, ví dụ như là ánh sáng này. Và thêm một cái vấn đề nữa là khi chúng ta lọc thì chúng ta cố gắng lọc nhân vật nó sắc nét nhất có thể, nó ít bị bà bìa, nó ít bị những cái phần mà không mong muốn nhất có thể. Thế nhưng chính cái sự lọc rất là kỹ và sắc như thế thì cái biên của đối tượng nó cũng trở nên rất là sắc, và nó sẽ tạo ra một cái cảm giác là nó nổi lên phía trên chứ nó không ăn vào trong cái hậu cảnh. Chúng ta thử xem nhé, chúng ta lấy thử một cái hình ảnh như thế này. Đây, quay trở về cái hình đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái hình ảnh này nhé. Đây, chẳng hạn tôi lấy cái hình này, chúng ta lấy cái copy này chẳng hạn, copy, sau đó thì bây giờ tôi dán thử nó vào trong cái mặt mặt. Ok, copy, và bây giờ tôi dán nó đây. Thế các bạn thấy rằng là chọn thì chọn được rồi đó, nhưng ví dụ tôi muốn đặt nó vào đây thì các bạn sẽ thấy rằng là rất khó để mà chúng ta thấy, cho người ta thấy rằng đây là một cái thành phần thật sự của nhóm bức ảnh, mà người ta sẽ thấy là nó bị ghép vào. Ok, tôi thích thì tôi có thể cho nó chìm xuống giống như cái bài hôm trước mà chúng ta đã nói với nhau đó. Ví dụ như là chúng ta tạo ra một cái mặt nạ này. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ tô thêm vào đây bằng những cái màu mà nó ghi ghi một chút để chúng ta có thể đánh cho nó chìm một phần xuống dưới nước. Ok, thế nhưng mà đấy, được rồi, trông thì có vẻ là chìm xuống rồi, nhưng mà thực ra chúng ta cũng vẫn thấy nó có một cái gì đó nó không được thật, đúng không? Vì là cái đường biên của nó rất là sắc, nó cắt từ một cái ảnh khác sang thì nó rất là sắc, và do đó thì để mà giải quyết cái vấn đề cho nó có vẻ như là nó nằm thực sự ở trong cái này thì chúng ta sẽ lại giải quyết bằng cách là chúng ta sử dụng công cụ blue, và chúng ta sẽ cho nó một cái độ nhẹ ít thôi. Đấy. Khi mà chúng ta di vào trong cái đường biên này thì bằng cách là đánh lưu cái biên nó đi, thì biên lưu đến đâu thì nó sẽ tạo ra một cái cảm giác là nó lui về phía sau, nó nhòe vào hậu cảnh nhiều hơn, và bằng cách như thế này thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái cảm giác là nó chìm hơn vào trong bức ảnh, nó lẩn hơn vào trong bức ảnh chứ nó không bị cái cảm giác là nó nổi bềnh lên do là nó được dán từ cái chỗ khác vào nữa. Đấy thì người ta sẽ sử dụng cách như thế. Hoặc giả chúng ta cũng còn một cái phương pháp nữa thì nó sẽ làm như thế này, tức là chúng ta giữ phím Control, thay vì sử dụng công cụ thì chúng ta dùng một lệnh khác nhé, dùng một thao tác khác là chúng ta giữ phím Control, chúng ta kích vào cái vùng hình ảnh này để chúng ta tạo cái vùng chọn cho nó, tải vùng chọn lên cho nó. Sau đó thì các bạn có thể là sử dụng cái select nhớ, các bạn invert, tức là các bạn đảo ngược cái vùng chọn lại. Lúc này thì thay vì là chọn con vịt thì chúng ta chọn phần bên ngoài, sau đó thì chúng ta gán cho nó một cái feather, tức là một cái vùng ảnh hưởng đấy, và độ khoảng 1-2 pixel thôi. Thế bây giờ nếu như mà tôi nhấn phím delete tôi xóa thì bình thường là chúng ta sẽ xóa vào vùng trống, không có gì cả, không dính dáng tới điểm ảnh, nhưng mà do chúng ta đã gán cái feather cho nên nó sẽ xóa lấn một tí vào phía con vịt đấy, và chính vì thế thì nó sẽ xóa mờ, xóa nhẹ cái biên của con vịt đi. Và chính vì cái thao tác mà xóa
mở xóa nhẹ như thế này thì chúng ta cũng sẽ có là cái phần biên của con vịt nó sẽ bị nhòe đi, và chính cái sự nhòe đó nó sẽ làm cho con vịt này nó cảm giác là nó chìm một chút, lẩn một chút về phía sau. Thế thì các bạn có thể sử dụng cái phương pháp là xóa ngực như thế cũng được, hoặc là các bạn sử dụng cái công cụ blue để các bạn đánh nhòe bớt cái biên của nó đi, làm cho cái biên nó sẽ không còn bị tách bạch, nó không còn bị quá rõ ràng với cái hợp cảnh phía sau. Thì đây là cái cách thức để mà chúng ta sử dụng cái công cụ blue để chúng ta thao tác ở trên cái bức ảnh. Thế thì đến công cụ tiếp theo thì chúng ta sẽ giới thiệu tới công cụ sharp. Công cụ sharp thì nó về mặt nguyên tắc thì nó là một cái thứ ngược lại hoàn toàn với lại công cụ blue, có nghĩa là nó di tới đâu thì nó sẽ làm cho cái vùng hình ảnh đó nó trở nên sắc nét hơn. Quy tắc thì nó cũng ngược lại so với lại công cụ blue, có nghĩa là nó tăng độ tương phản giữa các vùng hình ảnh mà nó di qua. Đấy, bằng cách tăng độ tương phản cao lên thì nó sẽ làm cho cái vùng đó nó trở nên trông nó sắc nét hơn, rõ ràng hơn. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải lưu ý một chút là cái thao tác mà sử dụng công cụ sharp này thì là một cái thao tác mà rất là nguy hiểm. Tại vì là nếu mà chúng ta làm quá độ lên thì nó sẽ dẫn tới một cái kết quả là bị cháy điểm ảnh. Đây chúng ta quan sát thử xem, nếu mà tôi tăng cái tham số strength này lên cao một chút, sau đó thì tôi di vào trong một cái vùng điểm ảnh để mà tôi tăng cái độ tương phản của nó lên, thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi di vào, thì đây các bạn thấy là tôi di vào đâu thì nó tăng lên, nhưng mà đồng thời với cái sự tăng này thì cái độ tương phản mà cao quá đúng không, thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ gây ra một cái mà chúng ta gọi là bị cháy điểm ảnh. Ở các phiên bản gần đây, từ phiên bản CS6 thì công cụ này được bố trí thêm một cái hỗ trợ nữa là cái tùy chọn Protect Detail. Bằng cách đánh dấu vào đây thì chúng ta di vào một cái vùng nào đó, chúng ta sẽ làm cho nó sắc nét lên, nhưng mà đồng thời là nó cũng sẽ giảm bớt cái sự quá đà. Tuy nhiên hãm thì hãm một phần thôi, nhưng nó cũng không giúp hoàn toàn chúng ta là tránh được cái tình trạng là nó bị cháy điểm ảnh, nhưng mà nó sẽ giảm nhẹ hơn. Ví dụ cùng một cái thao tác như thế, nhưng mà nếu mà tôi di vào một cái vùng, chẳng hạn đây, tôi bỏ cái Protect Detail, tôi di vào đây thì chỉ một tí đẹo là nó lên đến mức độ như thế nào. Nhưng nếu mà tôi chọn cái Protect Detail thì tôi có thể cũng bị tăng, nhưng mà nó sẽ vẫn giữ được ít nhiều cái sắc màu gốc của cái hình ảnh, và nó sẽ làm cho cái quá trình mà bị cháy điểm ảnh nó sẽ ít bớt đi. Tuy nhiên là thao tác này thì các bạn nên làm một cách từ từ. Thứ nhất là tham số strength này đừng để cao quá. Thứ hai là đừng làm theo kiểu mắm môi mắm lợi di một mạch, mà các bạn hãy di qua đó, sau đó chúng ta dừng lại một chút để chúng ta quan sát xem nó như thế nào. Cảm thấy chưa được thì di thêm lượt nữa, nhưng mà cũng đừng một mạch mà cứ lần lượt từng lần di chuột đấy, và quan sát. Chứ còn nếu mà chúng ta mà kéo công cụ trên một cái vùng điện ảnh mà cứ mắm môi mắm lợi và di thì thế nào nó cũng sẽ dẫn tới cái tình trạng bị cháy điện ảnh như thế này. Tất nhiên là công cụ thì nó có một cái điểm rất là lợi là gì ạ? Nó giúp chúng ta là lách vào những cái chi tiết nhỏ đúng không, tần mẩn để mà chúng ta xử lý. Tuy nhiên là nó cái điểm yếu là nó phụ thuộc nhiều vào cái diện tích công cụ, và nếu như mà chúng ta thao tác không đều, chồng nhiều lượt lên nhau thì có thể là nó sẽ dẫn tới những cái đoạn mà sắc nét nó sẽ không đều nhau, nó sẽ bị cộm hình ảnh. Do đó thì thường thì những cái lệnh mà làm sắc nét hoặc là làm blue thì người ta dùng lệnh nhiều hơn một chút. Đấy, công cụ thì hãng hữu, tỉa vào một vài chỗ là nó nhỏ, nó cần ít lên thêm ít nhiều thì chúng ta sẽ dùng cái này. Nhưng mà dù sao đi nữa thì hãy nhớ là đây là một công cụ không dành cho người nóng tính, không dành cho người sốt ruột. Làm cái này phải từ từ làm tẩn mẩn chút một quan sát kết quả của từng lần làm rồi mới quyết định là tiếp hay là không tiếp. Chứ còn tránh cái chuyện gọi là mắm môi mắm lợi
làm một hơi sau đó thì mới dừng lại để xem nó như thế nào, thì chắc chắn là kết quả nó sẽ rất tệ, nó sẽ cháy giống như là cái hình họa mà người ta trình bày với các bạn ở trên màn hình. Thế còn công cụ cuối cùng này, công cụ Smooth. Công cụ Smooth thì đây là một cái công cụ nó sẽ giúp cho chúng ta hòa trộn các cái điểm ảnh. Thế thì thao tác rất là đơn giản như sau. Chúng ta đưa cái công cụ này vào trong một cái vùng điểm ảnh và chúng ta nhấp giữ nó, sau đó thì chúng ta sẽ kéo theo cái chiều mà chúng ta muốn. Bằng cách kéo như thế này thì chúng ta sẽ kéo cái điểm ảnh từ chỗ nọ sang chỗ kia. Đấy. Tức là vun một cái điểm ảnh, kéo một cái điểm ảnh từ chỗ nọ sang chỗ kia. Thì đây là một cái công cụ mà nó sẽ giúp chúng ta là di dịch những cái vùng điểm ảnh mà chúng ta muốn di dịch. Thường thì thực ra cái này nó sẽ dùng trong cái trường hợp chúng ta muốn di, chúng ta muốn trộn các cái vùng ảnh với nhau. Ví dụ như là đây, tôi undo lại một số các cái chi tiết như thế này. Đó. Chẳng hạn như là tôi có một cái khu, một cái điểm lỗi nào đó nó nhỏ nhỏ thôi chẳng hạn như thế này. Đó. Thay vì là chúng ta sử dụng một số các cái công cụ khác thì chúng ta cũng có thể là sử dụng cái công cụ này. Đấy. Bằng cách là nhấp giữ. Đó. Các bạn di ngang di dọc một tí để cho nó trộn vào với lại những cái điểm ảnh khác thì là nó sẽ theo một cách nào đó nó cũng có thể dập xóa đi một số chi tiết nhỏ nhỏ, một số đoạn màu nhỏ nhỏ chúng ta không muốn, các bạn có thể di lẫn vào nhau và qua đó thì các bạn có thể dập xóa được cái điểm mà các bạn không mong muốn đấy, hoặc là trộn màu vào cái chỗ nọ với chỗ kia đấy, thì chúng ta cũng có thể là sử dụng cái này. Thực ra thì về mặt thao tác thì các bạn sẽ thấy rằng cái hình ảnh này nó đang diễn tả một cái ngón tay, nó đang miết, nó đang di một cái gì đó. Nếu như các bạn có một cái bức vẽ mà màu nó chưa khô hoặc là màu nó không bền chẳng hạn, các bạn dùng ngón tay bạn miết vào thì chắc chắn là nó sẽ trộn các cái khu vực màu vào với nhau, thì nó đang mô tả cái cách thức làm việc thực tế ở bên ngoài là như thế. Dùng ngón tay di miết để trộn, kéo màu từ chỗ nọ sang chỗ kia, thì với cái công cụ này chúng ta cũng có thể kéo dịch cái màu từ cái điểm ảnh nọ sang điểm ảnh kia, chúng ta dày, chúng ta di một chút và nó sẽ trộn vào nhau. Chút nữa thì có thể là tôi sẽ lấy một cái đây, có lẽ là chúng ta sẽ mở luôn thử một cái bài như thế này để mô chúng ta hình dung về cái công việc có thể làm với cái này nhé. Ví dụ trong cái bài tập một chút rồi tôi sẽ đưa cho các bạn bài tập đấy. Đây, ví dụ các bạn quan sát thử cái bài này nha. Đây chẳng hạn đây là cái bài này tôi cũng đã đưa cho các bạn để các bạn thử nghiệm rồi đúng không, tôi đã post lên rồi. Thì trong này cái phần mà cái câu này thì là cái kỹ thuật dùng kỹ thuật mặt nạ để chúng ta cho lần vào đúng không, giống như là chui ra từ cái đồng hoa. Tuy nhiên ở trong này có một cái phần mà các bạn nhìn đây, một cái chữ giống như là cái chữ bóp lửa như thế này, thì cái này thì là chúng ta có thể sử dụng chính cái công cụ Smooth này để chúng ta xử lý. Đấy. Thì thao tác tôi có thể demo thử cho các bạn xem nó như thế nào nhé. Tôi tạo một cái layer mới đi, trên layer mới này thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ bất kỳ vẽ ra một cái chữ, ví dụ tôi sẽ lấy một màu đỏ, một màu vàng như thế này. Ví dụ này, một chữ đó. Bây giờ tôi tạo thêm một cái tùy chọn nữa, thay đổi cái chế độ, tôi sẽ để nó vào cái chế độ là B2 thì nó sẽ không tô vào những cái khu vực mà đã có điểm ảnh, mà nó sẽ tô với một cái cách thức trông giống như là tô ra phía sau. Đấy.
như này tôi có thể là không sợ là nó chồng chéo vào nhau. Đấy, ví dụ này chúng ta có một vài cái điểm như này. Thế đến đây sau khi mà chúng ta tạo xong cái này rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ smooth này. Đấy, và chúng ta sẽ tiến hành di kéo. Tuy nhiên trong quá trình di kéo thì chúng ta sẽ liên tiếp là sử dụng cái công cụ này với lại các cái độ mạnh yếu khác nhau. Ví dụ di này, đó, di đến đây tôi có thể là tăng thêm nữa. Ví dụ bằng cách là tăng hay giảm. Và chúng ta sẽ cho cái này nó bốc lên nhiều, bốc lên ít tùy từng đoạn một. Đó. Thì chúng ta sẽ gây ra một cái cảm giác là nó sẽ giống như là một ngọn lửa đang cháy. Hay ví dụ như thế. Có thể chúng ta sẽ nghĩ ra thêm nhiều cái cách sử dụng nó nữa. Nhưng đây là một cái ví dụ mà các bạn có thể sử dụng nó để các bạn làm trong cái bài tập mà chúng ta đã đưa lên để các bạn làm thử. Đấy. Thế bây giờ dùng cái cách như thế này, đấy, gì kéo lên để cho nó giống như cái ngọn lửa bốc lên. Thế còn cái nào muốn bốc mạnh thì chúng ta kéo cái tham số strength nó mạnh lên một chút. Đó, chỗ nào mà chúng ta muốn cho nó bốc nhẹ thôi thì chúng ta sẽ lại giảm bớt cái tham số strength lên. Đấy, cần thiết nữa thì các bạn có thể là lại tô vẽ thêm một chút màu khác vào, sau đó thì lại gì lại tiếp. Đấy, ví dụ thế thì chúng ta sẽ tạo ra cái cảm giác như lửa cháy. Nhưng mà nhớ là thay đổi cái giá trị của nó liên tục, thì có chỗ là bốc cao, có chỗ bốc thấp. Thì đấy là cái cách thức để chúng ta làm việc với ba công cụ Blue, Sharp và Smooth Tool.